Nhận định bóng đá Real Madrid với Sociedad, 3 giờ ngày 2 tháng 3, vòng 25 vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Madrid đã tiến rất sát Atletico trong cuộc đua vô địch La Liga. Vì thế, họ sẽ quyết thắng bằng mọi giá khi tiếp đón Sociedad vào đêm nay. Một thắng lợi sẽ trở thành bước đệm cho trận Derby Madrid với Atletico diễn ra vào cuối tuần sau. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Real đang đứng trước cơ hội lớn để tạo ra cú ngược dòng ngoạn mục trong cuộc đua vô địch La Liga, thậm chí sẽ còn ấn tượng hơn cả hành trình họ vượt qua Barca và trở lại thống trị bóng đá Tây Ban Nha mùa trước. Còn nhớ, chỉ mới sau vòng 21 hồi cuối tháng 1 vừa rồi, Kền trắng vẫn xếp thứ 3, kém Atletico tới 10 điểm và còn chơi nhiều hơn tới một vòng. Song thật ngoạn mục, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đang bước vào vòng 25 đêm nay với chỉ 3 điểm ít hơn đoàn quân của Diego Simeone. Thời cơ Real bắt kịp Atletico về điểm số, thậm chí vượt qua kình địch này, đang đến rất gần và rất rộng mở. Cụ thể, nếu thắng vào đêm nay và Atletico lại ngã ngựa, Real sẽ có cùng số điểm như Atletico khi bước vào trận Derby Madrid vào cuối tuần sau. Khi đó, hy vọng bảo vệ ngôi vô địch tưởng như đã bị dập tắt sẽ lại sống dậy với kền trắng. Việc Real thu hẹp khoảng cách thần tốc với Atletico là nhờ hành trình bứt phá ngoạn mục trong tháng 2 vừa qua, khi họ thắng cả 4 vòng đấu, lần lượt trước USK ở vòng 22 tháng 2, 1, Getafe, đấu bù vòng 1-2-0, Valencia, vòng 23-2-0 và Valladolid, vòng 24-1-0. Như vậy, Real không chỉ toàn thắng 4 vòng liên tiếp, mà còn giữ sạch lưới cả 3 trận gần nhất, với 312 phút không để thua bàn nào. Real đang sở hữu khoảng thời gian sạch lưới lâu nhất của mình tại La Liga mùa này. Việc Real thu hẹp khoảng cách quá nhanh với Atletico cũng nhờ đối thủ bất ngờ sa sút thảm hại. Trong khi kền trắng toàn thắng thì Atletico lại để mất tới 7 điểm trong 4 vòng đấu gần đây. Đó là lý do tại sao, chỉ mới cuối tháng 1, Real vẫn còn kém Atletico 10 điểm, thì giờ khoảng cách này chỉ còn 3 điểm. Tất nhiên, trước khi nghĩ tới viễn cảnh vượt qua Atletico, Real cần phải đánh bại Sociedad vào đêm nay. Người ta nói rằng, kền trắng luôn gặp may đúng lúc, giờ một lần nữa điều đó lại đến với họ. Sociedad thực ra không phải đối thủ dễ đánh bại, thậm chí đã toàn thắng cả 3 vòng La Liga gần nhất. Tuy nhiên, câu lạc bộ xứ Basket sẽ bước vào trận này với tinh thần và thể lực không tốt, bởi thất bại nặng nề trước Man United ở vòng 1/16 Europa League mới đây, khi đại bại 0-4 ở lượt đi và chỉ hòa 0-0 ở lượt về. Thất bại này không chỉ ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Imanol Anguoso mà còn ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các cầu thủ. Thậm chí, nó có thể là chỉ dấu cho một chu kỳ sa sút thường thấy ở một đội bóng tầm trung như Sociedad. Ngược lại, Real sẽ bước vào trận này với khí thế và tinh thần rất cao. Ngoài việc vừa toàn thắng 4 vòng La Liga gần đây, thầy trò huấn luyện viên Zidane vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân của Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tất nhiên, Real sẽ có được thể lực tốt hơn so với Sociedad vì được nghỉ sớm hơn. Thực ra dù ở thời điểm nào, Real cũng luôn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với Sociedad, nhất là trên thánh địa của mình. Họ thắng 10/11 cuộc tiếp đón câu lạc bộ xứ Basket tại La Liga gần đây, thậm chí ghi trung bình tới 3-5 bàn trong chuỗi trận này. Đêm nay, Real cũng không có nhiều xáo trộn về lực lượng, khi danh sách vắng mặt vẫn gồm những vệ binh từ trước. Real sẽ có thêm một chiến thắng nữa để tiếp tục phả hơi nóng vào gáy Atletico. Dự đoán Real Madrid với Sociedad 2-0.